Xin chào các cô gái xinh đẹp. Nhân vật hôm nay được đưa lên bàn cân đấy chính là bạn Clematis Potpourri Lipstick, một ứng cử viên mang quốc tịch Hàn Quốc. Ấn tượng đầu tiên của mọi người khi nhìn thỏi son này là gì vậy? Với mình thì là thiết kế vàng pha đen rất giống với một hãng son high-end, vỏ cầm chắc tay mà mức giá lại vô cùng vừa phải. Mặc dù phần vỏ giấy bên ngoài thì chàng lại không thích lắm. Trọng lượng của bạn này là 3.5g, cũng tương tự như các bạn son thỏi khác. Mặt đằng sau có nhấn mạnh vào chức năng son là matte outside and moist inside, có thể hiểu là nhìn thì lì và bên trong lại có dưỡng. Son có thiết kế thuôn vào phần giữa và phình hơn một chút xíu ở hai đầu. Khi mở nắp thì sẽ nghe thấy tiếng pop, và đóng son thì sẽ có tiếng cạch nhẹ. Bảng son gồm 10 màu tất cả và trải đều từ tông nút hồng tới đỏ. Trang cũng khá bất ngờ vì hai màu son nút đầu tiên. Rõ ràng đây là tông son mà rất hiếm gặp ở các hãng son Hàn. Mình cũng háo hức thử đầu tiên luôn. Và một lý do nữa là khi swatch từ các tông nhạt dần sẽ dễ tẩy màu hơn và đỡ sót môi hơn. Khi thoa lên tay thì có cảm giác chất son hơi sáp một chút, không bám ngay vào da. Để màu son lên đậm rõ thì cần di nhiều lớp. Đặc biệt là tông nút này không khác màu môi mình nhiều lắm nên càng phải trồng nhiều lớp để da rõ màu nhất. Bạn nào muốn màu son nhẹ thì chỉ cần một lớp là ok. Thật sự là khi thử hai tông nút này thì Trang lại thất vọng vì chất son bị bột lợn cợn, một đặc điểm rất khó tránh với cả màu son sáng. Màu Rose Coral là tông nút nghiêng hồng nhiều hơn, rất đẹp. Giải pháp khắc phục bột đó chính là mình có thể sử dụng một lớp son bóng ở trên. Thường khi sử dụng tông nút thế này thì Trang sẽ nhấn mắt và chú trọng tạo khối cũng như màu má hơn. Nếu màu mắt quá nhạt thì tổng thể gương mặt mình sẽ hơi tái. Son có mùi thơm của hoa rất là nhẹ thôi, khi lên môi sẽ phai dần. Đến màu thứ tư này thì chất son mịn hơn rõ ràng. Chất son lì nhưng không thấy rít khi thoa lên môi, nhưng cũng không trơn hoàn toàn. Nếu môi bạn nào quá khô thì Trang khuyên là vẫn nên cân nhắc. Nhưng nếu môi được dưỡng tốt đều đặn thì không có bất cứ vấn đề gì đâu. Một khi lớp son đã cố định ở trên môi, có đúng từ cố định không nhỉ? Nhiều khi mình còn gặp vấn đề ví từ. Một khi mà son set lại hoàn chỉnh thì lớp son sẽ không bị xê dịch hay là cảm giác dính, kể cả khi bạn có bặm môi đâu. Và vì không phải dạng son kem lì quá bám thì nên là mình không thấy nặng môi trong ngày sau nhiều giờ thoa son. Thông thường với son thỏi thì Trang lại không gặp vấn đề khô môi, và thằng này cũng vậy. Mình biết độ dưỡng và khả năng bám màu thì luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Nếu son càng dưỡng nhiều thì càng trôi nhanh, và ngược lại, son càng lì bao nhiêu thì khả năng làm khô môi cũng sẽ cao hơn. Vì thế nhiều khi để tìm được một cây son mà thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí thì rất là khó. Đó chỉ là đặc trưng của son xét về mặt thành phần thôi, không thể tránh được. Với thỏi này nếu không ăn thì mình không thấy son bị nhạt màu đi, nhưng ăn thì màu son phía trong lòng môi cũng trôi đi khá khá. Mình biết là cái đoạn review này với các loại son thỏi nó rất na ná nhau, nhưng hình dáng môi mỗi người dày hay mỏng, hay là tình trạng môi khô hay mềm cũng rất ảnh hưởng tới trải nghiệm mà bạn sử dụng son đấy. Vì vậy mình luôn cố gắng quay shot trong lúc môi được chăm sóc tốt nhất để mọi người quan sát được kỹ chất son lên môi ra sao, còn các yếu tố khác thì chắc chắn là Trang không thể bảo đảm được rồi. Trang cũng mong là mọi người sẽ thông cảm và hiểu sự khác nhau giữa mỗi người để không phụ thuộc quá vào phần review của mình, mà hãy tham khảo nhiều phần review khác của các bạn khác nữa nha. Đến tầm này là mọi người cũng đã thấy mình không thể tẩy màu son đi hết hoàn toàn vì tông hồng bám màu tốt hơn tất cả các tông khác. Môi cũng hơi sưng sưng lên rồi. Bảng màu càng nhiều thì càng khoái, nhưng mà độ sưng cũng tỷ lệ thuận luôn. Đây là màu mà mình ấn tượng nhất cả bảng màu này đây. Màu son mặc dù không đều hoàn toàn nhưng không lộ rõ khoảng đậm nhạt nếu không nhìn ở cự ly siêu gần nên là không sao hết. Mặc dù thời tiết bên mình vẫn đang rất là nóng nhưng mà Trang cũng không ngại sử dụng tông tối đâu. Xem lại video từ năm ngoái đến giờ tự thấy bản thân cũng khác rất là nhiều. Vì nếu là năm ngoái thì chắc chắn là mình sẽ không thoa son tông đậm thế này ra ngoài đường đâu. Bây giờ thì vô tư luôn, yeah! Trong bảng màu lần này thì Trang thích nhất là tông 2 và 10.
các tông khác thì cũng na ná các thỏi mà mình đã có rồi. Chị em thích tông nào nhất nhớ comment nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này. Bye bye. Mua. Đừng quên like video nha, cho Trang vui. Phần lớn thời gian quay son của mình là nó sẽ như thế này.